Thưa quý vị, Huyện ủy Châu Đức tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Thực hiện nghị quyết 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, ngành giáo dục huyện Châu Đức đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua trong giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục toàn diện. Cơ sở vật chất trường học trên địa bàn huyện cũng từng bước được đầu tư xây dựng theo hướng kiên cố, hiện đại. Phong trào xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia phát triển mạnh. Đội ngũ cán bộ giáo viên có chuyên môn, tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết, yêu nghề. Chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp các cấp học đều tăng cao. Gần 100% học sinh tiểu học hoàn thành chương trình tiểu học. Gần 99% học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông tốt nghiệp bậc học. 100% xã thị trấn đạt phổ cập cho trẻ 5 tuổi.